Chào mừng các bạn đến với buổi bình luận của Lobby Cây. Một buổi tối mà tôi đang gọi là mặc quần đùi cởi trần, ngồi ở nhà bật điều hòa và cầm mic để có thể gặp với mic lên sóng với những trận đấu của PS6 Online. Các bạn cũng đã có thời gian chờ hơi lâu rồi nên cũng rất thông cảm cho các bạn thôi. Các bạn phải thông cảm cho tôi bởi vì tôi đã có những sự chuẩn bị để kỹ càng với giải đấu này. Ok, như vậy phần giới thiệu xong về giải đấu của PS6 Online. Còn bây giờ, chuẩn bị đến với trận đấu đầu tiên đi nào. Bây giờ Lobby Cây sẽ đến với trận đấu thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay sau khoảng thời gian gọi là nghỉ phép với vợ con. Trước khi trận đấu mà chúng ta đang chứng kiến diễn ra thì ở trên sân đã có một biểu ngữ respect, đó là sự tôn trọng, một thông điệp rất ý nghĩa giữa cao thủ, những người đã rất hiểu nhau. Tuy nhiên các trận đấu chưa bao giờ là không máu lửa. Vẫn là một phòng quen thuộc. Đó không phải là một pha dứt điểm hiểm hóc. Aubameyang, Moritz Lesner, Ilkay Gundogan. Có thể thấy là hai đội đã nhập cuộc khá cởi mở. Trong cuộc đấu sức ngày hôm nay đều cần phải giành thắng lợi, và việc họ nhập cuộc với một tinh thần thông thị, một tinh thần hướng nhiều hơn lên phía trên đã cho thấy khát khao chiến thắng của cả hai đội. Volley không được. Gonzalo Castro, Aubameyang xoay trở rất khéo. Đây sẽ là một cơ hội dứt điểm. Người sút quá hay và người bắt thì quá tài ở trong tình huống này. Vào! Pha ghi bàn rất bất ngờ. Chúng ta cùng xem lại pha phức tạp mà cầu thủ đã thực hiện. Hoàn toàn không có lỗi về vị. Pha đánh đầu rất tốt. Tỷ số của trận đấu đang là 1-0. Một cơi. Vẫn còn. Hơi mạnh. Hơi mạnh và không chính xác. Đường chuyền ngay vào người đối phương. Dứt điểm đi. Ilkay Gundogan. Aubameyang. Đưa bóng vào. Và chặn bóng rất tốt. Như vậy là đúng lúc này thì trọng tài Dengaro cũng đã hồi còi khép lại hiệp một trận đấu. Và đây là những diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai. Thế trận đang diễn ra một chiều. Xử lý rất tự tin. Một cái. Pha dứt điểm quá thiếu chính xác. Đó không phải là một quả thắng.
bóng được trả ngược lại. Emerson. Marcel Spencer. Januzaj. Marcelo. Không được. Pha băng ra kịp thời của Marcel Spencer. Một pha xử lý rất thoải mái. Một pha xử lý rất thoải mái. Phạm lỗi. Chuyền vào. Rất hay, vừa rồi là một tình huống cứu thua khá ấn tượng của thủ môn. Vâng, nhà tôi không phải là kinh doanh mạng mà đơn giản là kinh doanh sửa chữa máy tính. Mà sửa chữa máy tính thì nó không liên quan gì đến việc là lắp mạng gì cả. Bởi vì thứ nhất ở đây cái khu của nhà tôi là... Thế trận đang diễn ra một chiều. Đó là pha lập công thứ hai. Một group. Tỷ số đã là 2-0 mất rồi. Có lẽ một trận đấu khá nhàm chán. Pha phản công rất lợi hại. Đường chuyền vào. Pha dứt điểm quá thiếu chính xác. Moritz Lesner. Marco Reus. Làm gì nào? Người sút cũng rất đẹp. Và người bắt cũng tung người đẹp không kém. Pha bóng rất mạnh mẽ. Rất bình tĩnh. Chuyền đi. Chuyền vào. Xoay trở rất khéo. Trọng tài sẽ nổi còi kết thúc ngay bây giờ. Vâng, và như vậy trận đấu kết thúc. Vượt qua đối phương trận đấu ngày hôm nay.